Hai Bãi Đắng Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục đi thăm bãi nha các bạn. Bữa nay mình đi thăm bãi ở khu vực Long Minh nha các bạn. Hôm nay ngày nghỉ lễ đây, mình đi thăm thử coi có không nha các bạn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Bãi Đắng Xuân Lộc Đồng Nai của mình nha các bạn. Cũng rất mong là các bạn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo các bạn nha. Bữa nay trời quá mát luôn các bạn. Bữa nay mình đi thăm bãi là không cầm một cái gì hết, tại vô đây ăn lễ ké. Thử chỉ dịp đi quay thôi chứ không có cầm một cái thứ gì như chống quay hay là chống rung gì nha các bạn. Mà chỉ cầm cái máy trên tay rồi đi vậy thôi nha các bạn. Các bạn thông cảm tí nha, nó cũng hơi chọc chọc tí xíu. Rồi mời mình cũng chuẩn bị tới cái bãi rồi, mời các bạn theo mình để trải nghiệm cuộc thăm bãi ngày hôm nay nha các bạn. Rồi mình tới cái đầu tiên nha các bạn nha. Cái này bữa bờ hồ mình dính được một con này. Bữa nay có dính không? Này có người ta nữa chứ. Giống như chuột chết các bạn ơi. Có hàng các bạn ơi, thấy ánh trong đó rồi, có hàng. Ngon, vô, bữa nay vô rồi. Có hàng các bạn ơi, bữa nay mình không cầm một cái gì, chỉ xách lồng về thôi, chỗ con này nó bự. To lắm các bạn ơi, con này quá to luôn. Đây các bạn thấy nè, đó. To lắm luôn, trời ơi nó đã. Phải như vậy chứ. Cái đầu tiên phải vậy chứ. Ôi con này gần cả ký luôn các bạn nha. Sướng, trời ơi nó to. Đây các bạn nè. Trời ơi. Này mình cầm lòng về nha các bạn chứ không có đem cái gì nha các bạn nha, không có đem một cái giỏ cái gì đâu. Trời ơi con này cả ký luôn các bạn ơi, vô lúc rồi, trời ơi các bạn nè, một ký, trời sướng, quá sướng các bạn ơi, quá sướng. Đây các bạn này, trời ơi nó to phải như vậy chứ. Trời ơi con này nó vô lâu rồi các bạn ơi, chạy lưng rồi. Thôi để mình tiếp tục đi nha các bạn nha. Quá sướng. Trời ơi nó đã. Ở đây mình có một cái nha các bạn. Ồ cái này không có dính các bạn ơi. Cái này mình phải dời các bạn ơi. Cái này chấm quá. Cái này mình dời biết chuột mình đâu biết. Chết hay sao. Chuột còn rồi. Chuột còn. Các bạn dời vô trong đây. Chấm nó lỡ người ta lấy. Đây các bạn nè. Con rắn nè. Đúng to luôn các bạn nha. Đã ghê luôn. Trong này mình có con cá nha các bạn. Rồi chó phá rồi các bạn ơi. Banh nát luôn. Nhìn dấu này là dấu chó phá rồi. Rồi không phải. Có hàng không? Chuột phá, chuột còn các bạn ơi. Chuột còn. Cái này không dính nha các bạn. Chỗ này có con cá nha các bạn. Chỗ này mình đặt bẫy không tưởng luôn. Không tưởng mình đặt bẫy đây luôn. Chuột còn các bạn ơi. Cái này không dính nha các bạn. Này chuột còn. Trong nhà có cái nha các bạn. Mình đặt bẫy trong nhà luôn các bạn. Bẫy mình đặt trong nhà nha, chứ không phải đặt ngoài. Đây là cái buồng của ta nè. Cái phòng 1. Đây là cái ngăn giữa. Và cuối cùng đây là cái bếp. Và trong này là cái nhà tắm. Mình đặt trong nhà tắm nha các bạn. Các bạn đang bắt trước mình đặt bẫy nha. Đặt bẫy trong nhà tắm nha các bạn. Chuột còn các bạn ơi. Đây cái bẫy mình đây các bạn này. Đặt bẫy trong nhà tắm nha. Các bạn hãy bắt trước mình nha. Cho lúa nó ăn vậy đó. Ây da. Rồi cái này không dính nha các bạn. Trong đây mình có con cá nha các bạn. Có hàng không? Có hàng đi nào. Cái này lâu lắm rồi. Trộn chuột bự. Cái này không dính các bạn ơi. Đây cái bẫy bên đây các bạn. Đó. Không dính nha các bạn. Con chuột còn. Để mình cho lúa nó ăn ra. Ở đây mình có con cá nha các bạn. Không biết là có người lụm không. Người ta sạc cỏ. Người ta sạc cỏ đồ đó. Còn
chuột còn các bạn ơi. Này không dính nha các bạn, bẫy mình trong đó, chuột còn, bẫy mình đây nha các bạn, không dính nha các bạn, bó tay rồi, hết rồi, còn cái ở nhà nữa các bạn. Trong này có một cái nha các bạn, cái này là cái thứ 9, cái thứ 9 cũng là cái cuối cùng nha các bạn nha. Tại bữa hổm mình tính xuống nó mà bị mắc bẫy á, cái năm ra mình không xuống nữa nha các bạn. Rồi cái này trống các bạn, nên không có rồi. Chuột còn. Ờ này chuột còn, lúa còn luôn nha các bạn. Cái này không có dính. Để mình vô nhà mình bắt con hổ hành bự này ra cho các bạn xem nha. Con này rất là to nha các bạn. Cả ký có các bạn ơi. Rồi quay nó nha. Nó này nó chì hả? Cắt rồi ạ. Muốn giùm mua ta ta mi bao chì. Chì mi. À, đúng rồi, sáng nay nó không có cắn đâu mà, con này hiền mà. Con ráng mà chị, ráng nó gọi là ráng gì vậy? Muốn mua ta vô hổ lũng, hổ đâm. Không có ràng. Sao quá, sao thấy được, đưa anh. Chị đang ứng quá. Mình không có chơi với em này. Đây các bạn, nhờ em nó quay giùm mà quay không dám tới gần. Quay đi phượng nữa, quay không? Thôi, thúng. Ghê quá à. Rồng mới hôm qua dính con rồi, Hoàng lấy nó ăn rồi. Đem về cho. Thấy? Để em này quay lên mình bắt cho các bạn xem nha. Quay dính con mà ở đâu đâu. Ghê quá à. Ngốc. Răng hổ hành. Hổ hành thì nó mập chưa? Ghê má. Quá rồi chị. Cái đầu nó đây các bạn, này con này cả ký luôn các bạn nha. Chị sợ không sợ, con này đứng cầm rồi mắt chị sợ tới gần giống to lắm rồi. Con này bự rất bự nha, cả ký á, 9 cái được con các bạn. Quá to trùng cái này mập ghê thiệt á, trùng cái này mập lâu á, buông ra bỏ chạy con cờ chứ nó. Đúng bự nha các bạn, con này da nó màu nâu nè, chứ còn mấy con mà nó nhỏ nhỏ nó màu tím chứ nó không có được da nâu như vậy đâu. Con to lúc nào nó da nó cũng nâu hết trơn. Đây các bạn, ai cũng sợ rắn hết trơn, chẳng ai dám quay cả. Đây các bạn, con này rất là to. Ê lu ký nha các bạn, từ nào giờ mới bẫy được con, không phải là từ nào giờ mà lâu lắm rồi mới bẫy được con bự vậy các bạn. Hồi đó chỉ có con nhỏ 3-4 lạng à. Con này cả ký luôn nha các bạn, con này to lắm, này rất là to, dài cả mét mấy. Thôi mình kết thúc clip đây nha các bạn, hẹn các bạn clip tiếp theo. Quá bự, rắn đúng bự luôn.